Vẻ đẹp vĩnh hằng, đó là điều mơ ước của quý vị và cũng là thương hiệu của chúng tôi với những dòng sản phẩm mới, đặc chế dành cho làn da của người Á Đông. Forever Billmore luôn tìm kiếm và liên kết với các hãng mỹ phẩm danh tiếng để cho ra những dòng sản phẩm thích hợp cho từng loại da như kem yến, kem nhân sâm, kem linh chi đông trùng hạ thảo, kem trộn vàng, cùng các loại thực phẩm chức năng nuôi dưỡng làn da như nước uống collagen hay Miracle Capsule, cùng hàng trăm sản phẩm đã sẵn sàng để phục hồi tuổi thanh xuân của quý vị. Quý vị chị em phụ nữ muốn có một bộ áo đầm cưới, một bộ áo dạ hội hay một bộ áo dài sang trọng, quý phái và tinh tế, xin hãy tìm đến Thái Nguyễn Couture. Nhà thiết kế Thái Nguyễn đã thiết kế những trang phục lộng lẫy và đẹp mắt cho các tài tử Hollywood và các ca sĩ nổi tiếng của trung tâm Thúy Nga, sẽ tận tay thiết kế những bộ trang phục có một không hai cho quý vị với những mẫu mã hợp theo sở thích từng người, từng vóc dáng và từng cá tính, với toàn bộ chất liệu sang trọng và cao cấp. Thái Nguyễn Couture, tọa lạc bên góc đường Magnolia và Warner ở Huntington Beach, California. Số điện thoại 714-766-4370 hoặc vào website www.thainguyencollection.com để xem những mẫu mã và thông tin mới nhất của nhà thiết kế Thái Nguyễn. Trong tuần vừa qua, quý vị đã thấy những cái hình ảnh mà Thái Nguyễn đã có những cuộc họp với team Glamorous Heart để mà đưa ra những cái ý tưởng và những cái idea, những cái ý kiến về cái sự trang trí, về những cái quá trình mà thực hiện ra cái chương trình Glamorous Heart cho nó hoành tráng. Và trong tuần này, với tập 6, quý vị sẽ thấy được những cái hình ảnh mà đêm diễn đầu tiên ở tại quận Cam, Orange County, miền Nam Cali của chúng ta. Đây là đất nhà của Thái Nguyễn, cho nên đây là có được cái sự ủng hộ rất là nồng nhiệt. Với tất cả những khách mời VIP của Thái Nguyễn, những người mà đã luôn luôn ủng hộ Thái Nguyễn, và trong đó là tất cả những anh chị em nghệ sĩ đã luôn luôn làm việc với Thái Nguyễn. Quý vị sẽ thấy những cái cuộc trò chuyện trên thảm đỏ của tất cả anh chị em nghệ sĩ và tất cả những khách mời, và những cái behind the scene, những cái ảnh behind the scene mà một cái quá trình mà thực hiện ra một cái đêm diễn ở Orange County như thế nào. Trong chương trình này, quý vị sẽ không thấy được cái bộ sưu tập xuân hè 2015, quý vị sẽ thấy được tí xíu thôi, một cái preview thôi quý vị, tại vì là cái finale là trong cái tập cuối cùng, quý vị sẽ thấy được một màn trình diễn fashion show từ đầu tới cuối với 40 trang phục như thế nào. Nguyễn cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi có sự góp mặt rất là đông đủ của tất cả những cái vị khách mời rất là đặc biệt mà luôn luôn đi đồng hành với Thái Nguyễn, và trong đó là những anh chị em nghệ sĩ luôn luôn
làm việc với Thái Nguyễn và ủng hộ cho Thái Nguyễn. Và trong một cái đêm diễn như vậy thì quý vị sẽ biết là nó có rất là nhiều cái sự chuẩn bị rất là nhiều. Trong đó có mình phải set up cái sàn diễn nè, mình phải set up. Và quý vị cũng biết đây là một cái đêm gala dinner, cho nên sẽ có một cái phần ăn tối cater của khách sạn Hilton. Những cái đồ ăn là của khách sạn Hilton. Và họ cái trang trí trên cái bàn với những cái centerpiece, những cái logo quý vị cũng thấy là của Thái Nguyễn. Và cái background và setup đèn, lighting, rồi có những cái cuộc tập dượt với lại tất cả những cô người mẫu. Như quý vị cũng biết, trong cái tập vừa rồi thì quý vị thấy là Thái Nguyễn chỉ thử những cái bộ trang phục của bộ sưu tập 2015 trên cô calendar mà thôi. Nhưng mà hôm nay trong cái thời gian mà làm make up và tóc, các cô người mẫu đó ra phía sau hậu trường sân khấu để mà thử những cái bộ trang phục từng người một với Thái. Tell me about how this experience about putting this show together. Oh my goodness, it's been a lot of work. Yes. It's been crazy from months and months ago. I mean, you know, from the time that we thought about doing it to this day, it's just been nonstop. I haven't had a chance to sleep or eat. But you know, it's really good because I'm so happy that it's for a good cause. Right. And it's just nice to be able to see everybody in beautiful clothes and dress up and yep. just celebrate. You look beautiful, by the Thank way. You. And of yes. course, uh-huh. it's Thái Nguyễn, and uh-huh. I only wear Thái Nguyễn, of course. It's my closet out there, so. So what do you look for most tonight? Tonight, I think I just really want everybody to enjoy themselves, come and take a look and see all the beautiful clothes, and hopefully actually bring more awareness to our Vietnamese community, because we're doing this for charity, because we really want to give back to the Vietnamese community, so. I want people to know about Boat People SOS because they're a great organization that they do everything for the Vietnamese community. Em đại diện cho Forever Be More. I'm very excited. Hiện giờ em đang mang là một cái collection của anh Thái Nguyễn rất là đẹp. So I'm very excited to see my cái collection kia của anh Thái. Đối với em thì BPO SOS là rất là close với gia đình vì ông ngoại bà ngoại cũng là từ cái situation đó đi qua. Oh, really? Thì em với lại mẹ em Ngọc Nhi. Vì vậy mới là sponsor cho cái show collection của Thái Nguyễn. Yeah, that's great. I was a boat person myself, so I really admire the mission, the original mission of BPSOS. But then right now it has evolved, and there are many civic and community activities that promote leadership and community and civic commitment from all of us. So đại diện cho Thái, TNC and Glamorous Hearts, thank you for your generous support of tonight's event. Thank you so much. Forever Be More and I are very glad to be here today and be a part of the support. Thank you. Thank you, and you enjoy your evening. Thank you. Cảm ơn anh Tý. It's been a wonderful experience working with Thái Nguyễn and the staff of Thái Nguyễn Couture. Cái show này thì bỏ rất là nhiều công sức vô từng chi từng tiết. Chúc được quý vị coi là sẽ rất là thấy rất là thích làm việc với lại anh Thái rồi Tý and then the staff thì it's been great. So yes, yeah. So what do you look forward to most this evening? Oh, of course the runway fashion, that will be the highlight, yes, and just meeting and mingling with friends. Rất là vui được đến hôm nay, Tâm và Linh đại diện ở trường thẩm mỹ Advanced Beauty College. Oh yes, là and you guys one of the sponsors. Yes, thật ra có cái duyên là mình là one of the sponsors và chính anh Thái đã gọi mà tạo điều kiện và nói là nếu mà cơ hội để đã làm việc với anh Thái qua Việt Fashion Week và rất là quý anh Thái, một người rất là giỏi, dễ thương,
mà phải nói là có lòng. Thành ra khi mà anh Thái gọi là chỉ là say yes thôi. Hơn nữa là tụi này cũng làm việc với Bo People SOS từ lâu rồi. Thành ra rất là biết hội Bo People SOS. People SOS có nhiều cái Nails Collaborative. Thành ra chính Tâm với Linh làm việc, Bo mời Bo People SOS vô cái trường nail của mình và để nói chuyện với học viên và cộng đồng Việt Nam về mấy cái chương trình mà giúp người Việt. Thành ra rất là có duyên với không chỉ là cơ hội Bo People SOS mà nhất là Thái. Cảm ơn Ti, xin kính trân trọng kính chào quý vị. Chào Thái, người em trai. Mà Thái một người em rất là dễ thương, mà ngay từ đầu trước khi mà Linh hả, trước khi mà Thái bước vào cộng đồng của Việt Nam mình, có nghĩa là Thái đã có tiếng và đã tên tuổi của Thái đã vang dội từ bên Mỹ rồi, bên cái cộng đồng của Mỹ rồi. Thì Trúc Lam biết là Thái là đã người designer cho BCBG, rồi sau đó thì bắt đầu cộng đồng của mình phát trương ra. Thì Lam Linh được cơ hội để gặp Thái, và từ đó thì ba chị em lại kháng khích với nhau cho tới ngày hôm nay, có nghĩa là đã mười mấy, gần 20 năm nay rồi. Thì lần đầu tiên mà Thái đến với cộng đồng Việt Nam là có Lam và Linh là người đầu tiên, là hai người chị được hân hạnh được gặp Thái, và Thái cũng được biết ra Lam Linh qua đó. Thì từ đó là Thái đã may đồ cho Lam Linh và design cho Lam Linh rất là nhiều để đi concert. Nó không muốn nói thêm nhiều tại vì quý vị cũng đã người nhỏ thì lại tài cao. Đúng rồi. Cho nên là Trúc Lam cũng rất là mừng vui, cho nên muốn share với quý vị là có một người em cũng là một người designer cho cộng đồng Việt Nam mình cũng như là ở Mỹ, thì rất là mình cũng phải là tán thành và mình phải là khen thưởng rất là không biết dùng lời nào hết. Nhưng mà mong đây là một lần thứ hai và có nhiều nhiều lần hơn nữa như vậy, để cho cái fashion của Việt Nam mình cả hai bên hòa hợp lẫn nhau, đưa vào thị trường Mỹ qua bàn tay của Thái và những người làm việc bên Thái. Thứ nhất là chị cảm thấy là ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với riêng bản thân chị, tại vì Thái là một người bạn rất là thân của Nguyễn Hồng Nhung, và Nhung thấy rằng là trong một không khí sang trọng và một cái sự thành công, biết bao nhiêu người toàn những con người danh tiếng họ đến đây, họ ủng hộ một nhà design giống như Thái Nguyễn, thì đấy là một cái điều mà mình là một người bạn thân thì mình rất tự hào. Còn em hỏi tại sao mà chị chỉ mặc đồ của Thái Nguyễn thôi ở trên sân khấu và cũng như đi dự các event, thì chị cảm thấy là đấy là một cái niềm tự hào của mình, tại vì là Thái Nguyễn là cái người mà đem lại cái sự thành công, một cái phần thành công mà không thể thiếu được, đó là ngoài cái giọng hát ra thì quý vị cũng sẽ phải nhìn ngắm Nguyễn Hồng Nhung ở trên sân khấu như thế nào. Thì Thái Nguyễn design làm cho Nhung tất cả những cái bộ đồ mà Nhung mặc ở trên sân khấu, và Nhung cảm thấy rất là tự tin khi mà có được một người bạn mà mang lại cho mình cái hình ảnh làm cho mình đẹp hơn, làm cho mình mới lạ hơn mỗi ngày trong mắt quý vị. Vậy cho nên là phải nói là nhân đây thì Nhung cũng muốn cảm ơn đến người bạn thân của mình. Và có lẽ là suốt cả cuộc đời này, nhưng cảm thấy đây là một may mắn nhất mà mình được gặp một người bạn thật là tài, thật là giỏi, và một cái đức tính thật là dễ thương. Làm việc, khi mà làm việc với Thái thì Thái làm cho tất cả những người nghệ sĩ, và ngày hôm nay nghệ sĩ đến đông như thế này là cũng là một phần là không nhỏ, là tại vì Thái là một người làm việc rất là dễ thương, và cái tính cách cũng rất hòa đồng, và cũng như là không phải chỉ giỏi không mà mang lại cho mọi người những cái sự thương mến rất là nhiều. Vậy cho nên là đó là điều tại sao mà chị chọn làm việc với Thái. Trong tập 5 vừa qua, quý vị đã thấy một cái kiểu tóc và một kiểu make up mà Thái Nguyễn cùng với anh Duy và Kaylin Đào đã tạo ra một cái kiểu cho một bộ sưu tập xuân hè 2015. Và trong đêm hôm nay tại Orange County tại quận Cam, quý vị sẽ thấy 20 cô người mẫu đến từ Beverly Hills. Thái Nguyễn rất là may mắn là được có Advanced Beauty College, là anh Tâm Nguyễn đã đồng ý hợp tác với lại Thái Nguyễn cho cái chương trình Glamorous Heart tại Orange County. Advanced Beauty College sẽ tạo ra cái kiểu tóc và kiểu make up mà Thái Nguyễn đã chọn lựa cho bộ sưu tập. Và sau đây là quý vị sẽ thấy những hình ảnh mà trường Advanced Beauty College và 20 cô người mẫu sẽ làm tóc và make up ở phía sau hậu trường sân khấu.